Tất cả anh chị các bạn đã đến với kênh YouTube Bác Sơn Beatbox. Hiện tại Sơn đang học tập làm việc tại lò kéo Tiso. Hôm nay lò kéo Tiso thì cho ra mắt, giới thiệu với anh chị một dòng lo khá là mới trên thị trường. Dòng lo mang model 2018, có của thương hiệu, được đến từ thương hiệu Tiso. Đây, Tiso Bác Sơn Beatbox.com, Tiso S6. Đây là lo Sơn mới vừa khui thùng ra nha. Hiện tại là mẫu lo này bên Sơn phân phối rất là nhiều, rất là nhiều hàng nha, ngập nhà luôn. Kho thì hiện tại 448-31 và Sơn đang trưng bày lo tại 448-29 ha. Chị bạn mua lo ghé 448-29. Đây kích thước của lo chúng ta thì ở đây nhà sản xuất không có ghi. Công suất nó trung bình nó tầm khoảng 15W và công suất đỉnh nó tầm khoảng 100W. Đấy. Xong rồi DC 5V. Nguồn điện vào 5V, DC 5V. Đây là nguồn điện vào 5V. Đây 2 bát, lo 2 bát nha các bạn. 6,5 inch. Và kích thước nhà sản xuất không có ghi trên đây. Đây trên đây đây rất là đẹp các bạn, vỏ thùng lo này Sơn mới vừa khui ra. Đây là vỏ thùng của nó, đây là có mod bảo vệ thôi. Tí nữa Sơn sẽ quay cho anh chị các bạn xem lo, kho lo rất là nhiều. Lo hai bát đèn nó sẽ chuyển đổi rất là nhiều màu nha, 7 màu. Hai bát, mỗi bát nó khoảng 1,6 tấc. Ta sẽ tìm một đoạn nhạc test lo. Nhỏ nhưng mà công suất khá là lớn nha. Lo mình được đi kèm phụ kiện gồm một cái remote điều khiển từ xa, một cái jack cáp để mình sạc, một cái sách hướng dẫn. Đấy. Một cái micro. Micro chúng ta tần số 2.6.4.7.8. Anh chị lưu ý nhớ nha, anh chị nhớ để ví dụ như phòng trường hợp mình bị hư micro, mình báo với cái người mua, bán với cái người bán á, để mình biết đây tần số nó 2.6.4.7.8 MHz nha. Đấy, và là lo này anh chị có thể mua thêm mic đa năng anh chị xài, mình kết hợp mình xài 3 micro không dây cũng được luôn. Đấy, lo chúng ta. Con này thì nhạc nó hay hơn con S8, hay hơn con đây là S8 và hay hơn con A6. Đấy, tại vì nó hai bass mà, đương nhiên nó sẽ ấm hơn và hay hơn con Q78, chắc chắn là sẽ hay hơn con Q78 và con K66 luôn, hay hơn con K66 luôn nha. Nó sẽ đây, số lượng các bạn được biết chúng ta, đây là con cái đa tay cầm. Lo này chúng ta cũng xác định tầm khoảng 100W nha, nó nặng tầm khoảng 5kg, tầm khoảng 5kg. Đây là qua bài, đây là lùi bài ngược về, đây bài 15 nè, qua bài là thành bài 16 nè. Đây, đấy qua bài. Đây là nút tạm ngưng, tạm ngưng nè ha, chị thấy không, có biểu tượng tạm ngưng nè, bao play bao, đấy tạm ngưng. Có màn hình hiển thị nha, đang hiển thị chúng ta đang ở chế độ USB. Đấy. Có đèn chạy dây của bài hát. Ở đây là input, mình chuyển đổi các chế độ với nhau. Repeat có nghĩa là mình lặp lại one, có nghĩa là một bài. On là toàn sách cái nút nhỏ nhỏ phía giữa.
nữa này nha. Vậy đây là equalizer. Equalizer có nghĩa là cái lo này chúng ta không có cái nút chỉnh bass chép, nhưng mà bù lại nó có equalizer. Equalizer nó tương tự với bass chép nha, lưu ý nha. Nhiều anh chị cứ nhầm nó không có bass chép, nhưng mà không phải đâu. Cái lo equalizer này tương tự với nút bass chép luôn nè. Đây, bây giờ chúng ta có thể nghe nhạc nhiều bass nhiều chép tùy chỉnh. Mình sẽ bắt lại cho anh chị nha. Các bạn mua hàng tại loa kéo Tiso mình được bao xài thoải mái trong vòng 30 ngày nếu mà lỗi do nhà sản xuất. Nếu mà anh chị cứ giữ loa còn giữ tem bên em là bên em sẽ đổi mới cho anh chị. Với điều kiện đổi nha, nhà sản xuất nha, đổi cùng model. Nếu mà muốn đổi khác model là phải tốn phí một tí. Thời 3, 4